Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets, chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Jin và Kim Thu Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam, 714-985-9999 và 714-657-7866. Happy Too Easy, chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng, sản xuất tại Mỹ, 714-897-6100 và 714-487-7889. Nature Medic Fukudan, độc quyền kết hợp với AHCC, góp phần tăng cao hiệu quả khi sử dụng. Thảo Yên, Hoàng Trần Thùy trở lại với tất cả quý khán thính giả từ Cà Phê Sáng sang Thời sự Thế giới. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Thế nhưng đầu tiên vẫn là dự báo thời tiết trong ngày với Thảo Yên. Vâng, thưa quý vị và thưa anh, ngày hôm nay đó thì trời hơi âm u một tí, nhiệt độ không có lên cao. Hôm nay cao nhất cũng được có 60-61 thôi. Qua đến ngày mai đó thì bắt đầu gió nhiều thưa quý vị. Và sau khuya ngày mai trở đi đến ngày thứ 6 là mưa kéo dài qua luôn cho đến ngày thứ 7. Như quý vị thấy đó, bắt đầu từ ngày mai đó là gió lớn và nó kéo dài luôn qua đến tuần sau. Trời nó cứ âm u như vậy đó, và cái nhiệt độ cứ quanh quẩn là 60-62 là cao thôi. Đặc biệt qua tuần sau đó, thứ hai, thứ ba thấy là vẫn còn có cơ hội mưa khoảng mười mấy cho đến gần 20% thôi quý vị. Thảo in cho con chút xíu nữa coi, con chủ nhật. Trời, đi xa quá vậy. Xa quá đó không chính xác. Đang chờ mà để xem coi tuần tới thứ hai đi làm có bị mưa. Đến thứ bảy ngừng không cho coi nữa thôi quý vị. Thứ sáu thì mưa và mưa sang tới ngày thứ bảy, cho nên cái cuối tuần này ở trong nhà. Trong khi đó, thị trường tài chính mà một lần nữa, những cái tin tức này mình không hiểu được, cho nên không ai có thể đoán được cái thị trường nó đi về đâu. Mặc dù ngay bây giờ có nhiều người nói chứ do ảnh hưởng của việc mà lạm phát đó, một khi lạm phát còn cao, thị trường có thể là sẽ còn tiếp tục lênh bềnh, không xuống quá mà cũng không lên quá, bởi vì lên xong rồi lại xuống rồi lại lênh bềnh. Sự mâu thuẫn ở đây là trong cuộc họp ngày hôm nay là ngày cuối hai ngày, ông Jerome Powell, chủ tịch Quỹ Dự trữ Liên bang đang họp, thì ông tuyên bố như thế này, quý vị sẽ thấy kinh tế Hoa Kỳ vững chắc và ổn định, thậm chí còn mạnh nữa. Thì nếu chúng ta nghe cái vế đó thì chúng ta thấy nền kinh tế Hoa Kỳ đang rất tốt, công ăn việc làm tốt, thì hoạt động kinh tế phải tốt, lẽ đương nhiên rồi. Thì hoạt động kinh tế tốt thì phản ảnh là thị trường tài chính cũng tốt. Nhưng mà cái vế thứ nhì đó, giới đầu tư lại chán ngán với cái vế thứ nhì mà ông nói. Vì nền kinh tế vững, công ăn việc làm tốt, cho nên lạm phát sẽ còn dai dẳng ở lại với chúng ta. Và vì thế phải tăng phân lời. Và phân lời tăng sắp tới sẽ là 0.5% chấm 50. Và điều đó thêm 0.5% nữa, giới đầu tư dự đoán là nếu có tăng thì tăng .25. Bây giờ tiếp tục giữ ở mức cao 0.5%, mà 0.5% như thế lại gây ảnh hưởng thêm nhiều cái khu vực hoạt động khác. Phân lời cao đó thưa quý vị sẽ khiến cho các công ty mượn nợ cao, phải trả tiền lời cao, rồi ngành địa ốc, rồi các ngành khác nữa. Và đó là lý do mà tại sao nền kinh tế Hoa Kỳ vững chắc, nhưng mà lạm phát dai dẳng khiến cho giới đầu tư không hài lòng. Dow Jones xuống thêm 103 điểm vào sáng ngày hôm nay. Nasdaq lên 29, gần 30 điểm. S&P 500 lên 2 điểm. Công trái phiếu 10 năm là 3,917. 5 năm là 3,27. 2 năm là gần 5% thưa quý vị. Công trái phiếu 2 năm gần 5%. Dầu xuống 1 đồng 25 sen, 76 đồng 33, dầu lềnh bềnh ở mức 70 mấy đồng, nhưng mà xăng ở California vẫn cao nhất nước Mỹ, hôm nay là đụng 5 đồng rồi. Vàng lên 4 đồng 2 ở mức 1.824 đồng 20 sen. Vâng thưa quý vị, xin lỗi quý vị, cái web này nó hơi bị có trục trặc chút xíu. Vâng, bây giờ được rồi. Đây là một cái câu chuyện của một cái ông ở tại tiểu bang Delaware thưa quý vị. Và
nhân cái câu chuyện này thì mới biết là ở hầu hết tất cả các tiểu bang của Hoa Kỳ đều có một cái luật này. Nghe thì nó rất là vô lý, nhưng mà nó đã có rồi, thì chúng ta nghe để mà rút kinh nghiệm. Đó là cái ông này đó, thật sự ra đó tên là, thứ nhất ông tên là Burton Banks. Ông không sống ở Delaware mà ông sống ở Atlanta. Nhưng mà cái hình mà quý vị thấy đó là cái căn nhà ở trên một cái mảnh đất rộng mấy chục acres. Ông này ông thừa kế từ người cha quá cố. Thì giống như là từ đó đến giờ mấy chục năm nay ông sống ở Atlanta, thì cái miếng đất mấy chục acres này ông vẫn để ở Delaware. Và ông cứ để như vậy cho đến vào năm 2021 đó. Ở này, cái này ở thành phố gọi là Ocean View ở tại Delaware. Thì bây giờ ổng muốn bán cái mảnh đất này đi, có luôn cái căn nhà bé bé ở trên này, trị giá là 125.000. Thì khi mà ổng chuẩn bị ổng bán đi thì ổng mới phát hiện là cái bà hàng xóm sống ngay cạnh cái mảnh đất của ổng mấy chục năm qua đó, bà dùng 2/3 cái phần đất của ổng, bà xây một cái chuồng dê, rồi bà thả gà, bò, vịt gì trong đó, bà nuôi mấy chục năm nay luôn. Thì bây giờ đó, cái bà phản đối cái chuyện này, tại vì bà nói là bà không có đi làm, bà sống bằng cách là bà giống như là lượm trứng gà, rồi ăn heo, vịt, rồi dê, giống như là bà vắt sữa, đúng rồi. Đó. Cái là bà kiện, thì ông này đó, ổng mới, thì như bình thường, ổng không hề biết đến, nó có một cái luật nó gọi là squatter rights, thưa quý vị, là ổng mới tiến hành cái quá trình là giống như là trục xuất bà này đi. Thì bà này bà thuê luật sư, bà kiện ngược lại, bây giờ bà nói là bây giờ bà muốn vịnh cái luật nó gọi là adverse possession, nghĩa là sở hữu ngược lại cái mảnh đất này. Vậy mà tòa Delaware chấp nhận cái vụ kiện này, và bây giờ mới biết là tất cả các tiểu bang đều có cái chuyện này, kể cả California luôn thôi quý vị. Thì adverse possession đó là một cái quá trình hợp pháp để một người có thể sở hữu một cái tài sản bỏ trống thôi quý vị, mà không cần bỏ tiền ra mua luôn. Nếu như mà cái người này họ chứng minh được là, thứ nhất, họ sống ở đây, cái này thì nó tùy tiểu bang trong bao nhiêu năm đó. Ở California chỉ cần 5 năm thôi. Một số tiểu bang thì 10 năm, 15 năm không biết thôi quý vị. Nhưng mà họ phải sống ở cái mảnh đất này đủ lâu. Và thứ hai nữa là họ không hề quấy rầy đến ai. Và có một số trường hợp là những người này đó, họ chi trả những cái số tiền để mà giống như là maintain cái mảnh đất mà họ ở bất hợp pháp. Và người chủ đó trong suốt mấy chục năm qua không hề phản đối cái chuyện này. Biết hay không biết thì không cần thiết. Dạ vâng. Thì nếu như mà chứng minh được như vậy đó, thì tòa chấp nhận cho cái người này ở luôn, thưa quý vị, là lấy cái title đó. Thí dụ bây giờ tôi ở nửa mảnh đất của cái ông hàng xóm của tôi 20 năm rồi, mà ổng không có nói năng gì hết, mà bây giờ giống như cái trường hợp bà này luôn. Bây giờ ý đó là phía tòa, và thật sự tòa chấp nhận cái lý do của cái bà này, tại vì bà sống nhờ cái trang trại nhỏ đó của bà. Bà không có quấy rầy ảnh hưởng đến ai hết. Và hơn 20 năm qua đó, ông Banks, ông không có đuổi bà, ông không nói một cái câu nào hết, thưa quý vị. Cho nên là thế là tòa đã đưa cái phán quyết, ông phải chuyển nhượng cái 2/3 cái mảnh đất của ông, cái title qua cho bà này luôn. Bây giờ bà, ông không bán được cái mảnh đất này. Thì đây không phải là một cái trường hợp duy nhất. Báo chí họ phát hiện vào năm 2015, thưa quý vị, cũng ở Delaware, cũng có một cái trường hợp như thế này. Một cái ông, không biết ông ở đâu hết, mà ông cứ đi vào một cái phần đất đó của người ta bỏ trống, một acre, ông săn thú, săn nai liên tục luôn. Rồi cuối cùng cái người chủ bây giờ không muốn ông vào nữa, nhưng mà ông cũng vịnh vào cái luật adverse possession đó. Cuối cùng tòa án Delaware cho ổng có quyền sở hữu một acre đất đó để ổng đi săn bắn thú. Cho nên bây giờ cái chuyện này quay trở lại cái ông Banks, thì ổng nói rằng tòa Delaware nói nếu mà ổng muốn đó, ổng có thể kháng cáo, nhưng mà đương nhiên là phải tiếp tục mướn luật sư rồi này nọ vân vân. Và luật sư của ổng đó thì nói là theo như cái trường hợp này thì ổng rất là khó thắng kháng cáo và tốn tiền vô ích, cho nên là luật sư khuyên ổng bỏ đi. Nghe đất này bây giờ bán đi cũng chẳng được bao nhiêu hết đó. Nhưng mà nghe có thấy là vô lý quá trời không? Kinh khủng quý vị, tôi nghe cũng hết hồn nữa. Chắc mình phải đến Riverside gì đó đi kiếm đất, dựng cái nhà, cái chòi lên, xong rồi nuôi gà, vịt, thả tha hồ.
Anh vào nhà trống ai anh ở mà trên 5 năm ở Cali là anh dùng cái luật đó. Đó, trên 5 năm Cali mà cái người chủ đó bởi vì lý do nào đó họ không trông xem, chúng ta thấy quá nhiều đất ở các nơi luôn. Wow. À, trong khi đó, hôm nay là gì thưa quý vị? Ngày 8 tháng 3, ngày quốc tế phụ nữ. Và ở tại Hoa Kỳ này, vấn đề chống phá thai, ủng hộ phá thai tiếp tục sẽ là đề tài và cũng có các cuộc biểu tình của người phụ nữ để đòi quyền được phá thai ở các tiểu bang bảo thủ. Trong đó 20 tiểu bang hiện nay đang đưa ra các luật để ngăn chặn người phụ nữ phá thai. Và có những cái luật đó là thậm chí chỉ có vài tuần lễ thôi là đã không được phép phá thai. Rồi ngăn chặn luôn cho các nhà thuốc Tây ở khắp nơi được bán thuốc phá thai cho người phụ nữ. Đó là chuyện ở Hoa Kỳ này. Nhưng mà khắp nơi trên thế giới, vấn đề quyền của người phụ nữ được vi phạm mạnh mẽ hơn. Và vì thế chúng ta thấy ở tại Iran, Afghanistan, ở các quốc gia mà người phụ nữ còn có thể xuống đường biểu tình thì họ xuống đường. Còn ở những quốc gia như Bắc Hàn, vân vân, Trung Quốc thì khó lòng bởi vì đương đầu với cái sự đàn áp ngay cả phía Việt Nam nữa. Những ngày quốc tế phụ nữ như thế này, chỉ có những quốc gia nào mà họ cảm thấy là người phụ nữ bị chèn ép nặng nề nhất thì Liên Hiệp Quốc kêu gọi tạo quyền bình đẳng cho người phụ nữ. Chúng tôi tiếp tục với bản tin này ngay sau phần quảng cáo. Mời quý vị cùng theo dõi.